bác nào cần con âm ly khủng mà rẻ tiền hay, càng có một con như vậy, đó là Kenwood 7500 anh em nhá, cầu loa cộng B, bát chép cân loa ở đây, rất khỏe luôn, to đẹp, to, bề ngang tầm khoảng 44-43, mới lắm anh em ạ, rất mới luôn, sò than trong này tầm khoảng 6 con sò than, nhìn qua đây thấy 6 con, nguồn to đột vật, to nặng, rất to nặng luôn. Hàng mới về. Con này thì khỏe hơn cái con 7900 cửa hàng đang chạy này anh em nhá. Nó khủng, to nặng này luôn. Đây mặt sau này. Nó rất mới luôn các bác nhá. 240W điện 100V sản xuất tại Nhật. Giá 3 triệu cho anh em. Đây cầu loa AB này, A cộng B này. Ngoài ra nó còn có thêm loa phụ để anh em chơi thêm nếu cần. Cầu chữ U. Mới quá, quá mới luôn. Con này thì khỏe lắm anh em ạ, chơi bát 30 đơn giản, bởi vì to nặng, rất to nặng luôn anh em nhá. Đây mặt đây, ở bên này người ta dán cái băng dính chưa bóc ra này.